Em chia sẻ trước đi. Một trải nghiệm nói chung là em thấy là rất là thú vị, là em được gặp gỡ và biết được những cái bí mật của mấy bạn nam, và nhất là bí mật của anh Hiểu rất là thú vị. Em cảm thấy là như vậy. mình cảm giác được rất là vui vì tự nhiên cái điều mà mình mong ước bấy lâu nay mà tự nhiên hôm nay là được làm được thành sự thật. Mình cũng không có nghĩ là mình sẽ được chọn tới vòng cuối cùng đâu. Mình sẽ nghĩ nếu mà không bị loại vòng 1 thì chắc qua vòng 2 cũng bị rồi. Anh khi yêu trước đi chứ nhỉ? Em đẹp lắm. Cảm ơn anh. Cho anh cơ hội tìm hiểu em nhé. Ok em. Phim Doraemon á, có bé Sokka rất là xinh và được nhiều anh là thích. Em thì thấy anh hiểu hơi giống Mickey Mouse. Có cái gọi là tinh nghịch riêng của ảnh. Em thấy là nhưng mà cũng sometimes cũng hơi ngại ngại người giống như Mickey Mouse.